Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi chiều hôm nay thì em có nhận được hai chiếc băng số, một chiếc băng số Hugo thứ 8 của một cái bác ở Hải Phòng gửi đến căn chỉnh, và một chiếc băng số hàng mới chính hãng có cái tên là Purea X12, tức là dòng băng số X6, dòng băng số X6 màu vàng của cái bác ở Bắc Giang. Thì qua quá trình test thử chất âm ở hai chiếc băng số này thì em cũng giật mình với chiếc băng số Hugo T8. Không nghĩ được rằng một chiếc vang số cao cấp mà chất âm hay như thế này mà cái chất âm mà ở trên chiếc vang số này nó lại tệ như vậy. Phải nói rằng là quá tệ. Thì nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số Hugo T8 này thì em lại chia sẻ các bác anh em về một cái vấn đề là khi căn chỉnh những cái chiếc vang số, những cái dòng vang số mà như vậy là nó có hai hiệu ứng e cho, thì đấy quả là một cái vấn đề rất là khó khăn khi mà căn chỉnh các cái đời vang số mà có hai hiệu ứng nghe cho. Thì cũng giống như X12, cũng giống như X12 và nhiều dòng vang số khác, thì X12 thì phải nói rằng qua cái quá trình mà cũng rất là lâu năm thì em mới có được một cái chất âm ở trên X12 mà anh em toàn quốc có thể chấp nhận được như vậy. Đây các bác sẽ thấy được rằng là ngày hôm nay em có hai cái phản hồi về vang số X12. Đây là phản hồi của chiếc vang số X12. Đây là một chiếc vang số X12. Một chiếc vang số của cái bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh gửi đến căn chỉnh. Và qua rất nhiều năm nghiên cứu về dòng X12. X12 lúc đầu thì em làm cũng chưa được như thế này đâu. Nhưng qua rất nhiều năm nghiên cứu về cái dòng vang số X12 thì đến giờ phút này thì X12 có thể làm cho anh em toàn quốc là hay. Khá hay, nói chung là khá hay. Đây, lại một chiếc X12 nữa. Lại một chiếc X12 nữa này. Đây là một chiếc X12. Một chiếc X12 cũng là của một chú em, chú ấy gửi đến căn chỉnh. Chú này thì ở tỉnh nào đây? Bình Thuận. Chú này là Bình Thuận. Đây là chiếc vang số X12 của chú em ở Bình Thuận. Chú ấy có cái phản hồi về chiếc vang số X12. Và một chú em nữa cũng có vừa mới nhận được chiếc vang số DK bắt theo là 5.000, và như vậy là chú cũng có test thử về cái phần nhạc và cái phần mic, phần nhạc và phần mic ở trên chiếc vang số DK 5.000, và cũng có những phản hồi rất là tốt. Thì đấy là một cái mà cũng phải trải qua một cái quá trình rất là lâu năm nghiên cứu về vang số thì mới có thể là ngồi tại nhà tại chỗ căn chỉnh được cho các anh em ở mức độ mà nó đạt được một hiệu suất cao như vậy. Thì đối với dòng vang số hai đường mic riêng, hai hiệu ứng FX e cho thì phải nói rằng nó rất khó khăn cho các bác và anh em khi mà căn chỉnh cái dòng vang số mà có hai hiệu ứng e cho. Cho nên là khi mà em làm FX rời cho các bác anh em trên vang số ấy, thì em khuyến cáo các bác anh và anh em nên dùng một hiệu ứng thôi, nên dùng một hiệu ứng e cho, bởi vì khi chúng ta làm hai hiệu ứng e cho là rất khó. Thì đây là cái cấu hình đầu tiên này. 1, không ngờ là nó lại nặng như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Tiếp đến là cấu hình số 2 này. Gọi cấu hình số 2 này ra này. Đặt tên là e cho. Cũng không ngờ là nó lại nặng như thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Cấu hình thứ 3 này. 3 cũng đặt tên lẻ cho này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Và một cấu hình của em này là cấu hình em đặt tên là sáng tiếng này. Tí nữa em sẽ chia sẻ các bác nghe một cấu hình này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Thì bây giờ sẽ chia sẻ với các bác anh em về các cái
vấn đề ở trên cái cấu hình này. Thì em chia sẻ các bác về cái phần effect. Thì đối với lại những cái chiếc vang số mà có hai hiệu nghe cho ấy, thì một vấn đề rất khó khăn là khi chúng ta đặt cái volume của cái cho A và cho B là một cái nó rất là khó khăn. Còn chưa kể các cái thông số như là e cho delay hay là e cho pre-delay hay là cái repeat. Nhưng các bác thấy được rằng là đây là cái e cho A này, cái volume tổng đang là 100 này, e cho B là volume tổng đang là 76 này. Tức là khi các bác anh em căn chỉnh một chiếc vang số một hệ nguyện cho thì nó đòi hỏi một cái sự mà pha trộn phối hợp giữa hai cái hiệu ứng này. Mà ngay từ cái volume tổng, volume của e cho tổng, nó đã có một cái mà cần phải xác định thông qua cái việc thử nghiệm trên mic. Thông qua cái việc thử nghiệm trên mic, đấy là cái hiệu nghe cho. Và các bác có thể tham khảo luôn một cái cấu hình mà em đã căn chỉnh ở trên chiếc vang số này. Bởi vì là có rất nhiều các bác anh em là đang sử dụng cũng rất vất vả khi mà bỏ tiền ra, cũng không phải rẻ đâu, 3-4 triệu chiếc vang số này, mà khi sử dụng có khi còn không bằng một chiếc vang số rẻ tiền, không bằng một chiếc vang cơ. Thì đây nó là cái hiệu nghe cho. Thì cái khó khăn là khó khăn về cái độ lớn của cái cho A cho B. Rồi ngoài ra nó còn rất nhiều mục khác nữa, nhưng các bác có thể tham khảo ở đây. Và trong cái gì vợt này, cái gì vợt A và gì vợt B này, các bác có thể tham khảo. Thì đối với em ấy, thì chú trọng đầu tiên là cái việc làm effect, cho nên là sẽ tập trung vào làm phần effect. Và các bác cứ theo các cái ấy, thông số ở trong phần effect của em đã căn chỉnh, có lẽ rằng cũng sẽ có một cái cấu hình, một cái chất âm nó khá hay. Đây là gì vợt A này, gì vợt B này, đây là gì vợt B. Thì trên cái dòng vang số Hugo T5 hay là T8 này ấy, thì nó còn có cả e cho A và e cho B. Thế thì đôi khi là như vậy, các bác cứ nghĩ rằng một chiếc vang số nó có cái chip xử lý đời cao, nó có rất nhiều cái hiệu ứng để cho chúng phép chúng ta căn chỉnh. Nhưng liệu các bác như vậy là người sử dụng, liệu có đặt ra được các cái giá trị nó phù hợp để nó đem lại một chất âm mà nó đẹp hay chưa? Như các bác vừa rồi cũng nghe là cái cũ đấy, là tiếng mic nó vừa bé mà vừa nặng trịch như thế thì làm sao mà hát được, trong khi cái âm lượng là vẫn để 35 này, âm lượng là vẫn để 35 mà cái mic nó bé như thế, mà nó nặng như thế, nó không thoát mà nó còn đanh đanh như thế thì nó là vấn đề effect. Thế rồi ở cái phần main này chẳng hạn, ở cái phần main này thì là như vậy. Lấy đây, vang số thì nó vô cùng lắm, mà đối với dòng Hugo ấy, Hugo T5 T8 ấy, thì cái độ lớn tối đa là 500 cơ. Độ lớn của phần nhạc là 500, chứ không phải là như vậy là 200 như là trên dòng X. Như ở trên dòng X thì là 200, nhưng mà ở trên dòng Hugo này thì lại là 500. Độ lớn, lớn nhất là 500. Thế chúng ta sẽ đặt các cái thông số này nó như thế nào để cho nó có một cái sự mà pha trộn nó hợp lý ở cái cho dị vật này. Bởi vì chúng ta không căn được là như vậy là ở tầm nào thì là sẽ là đẹp. Bởi vì độ lớn là 500, độ lớn của cái phần mic, phần nhạc, phần e cho dị vật là 500. Vậy chúng ta sẽ đặt một cái tỷ lệ như thế nào để cho nó phù hợp. Còn phải làm đẹp âm là làm chế độ compressor này. Đây là chế độ compressor. Để mà làm đẹp âm ấy, thì chúng ta phải làm chế độ compressor. Và ở phần main ở trên dòng số này thì cũng như dòng X thôi, ít giải quay dơ, ít giải quay dơ, và không có cắt thấp cắt cao, không có cắt thấp cắt cao, ít giải quay dơ không thấp. Nhưng cơ bản nhất đấy là chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ hợp lý ở cái phần main này, căn chỉnh hợp lý về cái E cho A và E cho B, thì là nó sẽ có một cái chất âm nó hay. Bây giờ các bác sẽ nghe cái cấu hình của em nhé. Âm lượng mic là đang để 35 này, đang để 35 này. Bây giờ sẽ thử cái của em, và tí nữa cũng thử luôn cái đầu. 1, 1, 1, 2, 3. Cái này không phải. Cái này là cứ... đúng rồi, cái này là cái. Đây, cái này là loát nó ra này. Đấy. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6, 9. Bây giờ sẽ gọi cái cũ ra này. Cái cũ là cái 1 này, E cho 1 này. Âm lượng vẫn để 35 này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10,
1 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Thế còn đối với lại dòng vang số của cái bác ở Bắc Giang kia, cái chiếc X12 màu vàng kia, thì nó cũng tương đồng như là X56, X7, X10 thì em chia sẻ rất nhiều rồi. Nhưng mà cái chất âm ở trên cái chiếc vang số của cái bác Bắc Giang này này, em test qua rồi, một cái chất âm phải nói rằng cũng quá là tệ so với chất âm bình thường của một chiếc vang số dòng X. Và bác này bác đang sử dụng cho cái bộ dàn là 4 loa BMB850C, 4 chiếc loa, tức là hai đôi BMB850C và mic BBS. Thì khi mà căn chỉnh cái dòng X trên những cái đôi loa nằm như là BMB Amica hay là loa full tối tiếng chẳng hạn, thì nó sẽ vất vả hơn. Cộng với cái việc mà dùng mic BBS thì có lẽ rằng là để làm sáng, làm bay chất âm ở trên cái dòng vang số đời X thì nó sẽ mất nhiều thời gian và nó sẽ vất vả hơn trong quá trình căn chỉnh. Nhưng mà sẽ cố gắng làm cho bác em sẽ đạt được một cái mong muốn mà nó tối đa nhất. Thì còn đối với chiếc Hugo T8 thì có lẽ rằng là bác Hải Phòng này sau khi nhận lại thì sẽ có một chiếc vang số rất là hay. Bởi vì các bác cũng vừa nghe được cái cấu hình cũ và cái cấu hình mà em đã làm sơ sơ, thì các bác nghe được cái chất âm nó có sự khác biệt rồi.